Thằng cháu Minh để bắt được một con rồi. Thì ra mày lúc là gà. Chào tất cả mọi người đã quay lại channel của mình nha. Tối nay là mình với đây mấy thằng cháu đi bắt con ếch ở ruộng nha. Đây mình đã mang cả nỏ thần đây các bạn. Bây giờ mình sẽ đi tí bên kia, các bạn đợi tí nha, mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Đi nha. Lâu la có chờ à. Cái tốt khâu thế nào ra. Biết con gì không? Biết tí này. Con này không phải là con ăn đâu. Con ếch kia cơ mà. Thì con này không ăn được đâu. Cái người ăn nó chỉ tù ra. Chưa rõ vâng, chỉ chọc nó chứ cũng không hiểu. Đấy là nó. Con này thì ăn gì? Con
nó không thử bạn đâu. Một thánh đường á? Nhìn thấy mặt tao, nhìn thấy tao, nhìn thấy bắn nữa. Gà quá. Có ếch mà không trúng. Sao mày không bắt trúng luôn đi? Tao biết đeo rồi. Mày thử khỏi. Hả? Chết nhà cô. Chả lúc. Bên trái tao thấy là bên trái thông chi rồi. Mù gì là cô. Mấy chiếc phùng trên trái thông chi ta. Đây là tao mua lưu bốt tới rồi. Dạ. Ê tao mới làm chi à. Chuy tao online. Lúc bọn tao cần thì không có. Chắc có mấy chắc ôi chắc chắc ôi là chưa có cái phản ứng nào ba rồi. Phản ra. Ra nè. Nè, từ chú ra ra. Nè. Mày mày quay nhé, có ẩn đầu mày. Bắn to. Từ từ nha. Đưa cục này bắn to. Ô, nát hết rồi. Ôi, mày đừng ngu đấy. Nát hết thế này ăn cái gì? Ô, xin lỗi. Mày nát hết rồi ăn cái gì? Để nát hết thế này. Nó thành ăn rồi. Nó nhỏ quá. Tôi khù lấy nữa. Tha cho nó. Tha cho nó ta. Nó chết rồi, tha gì. Làm gì? Thật á? Thế mày mò đi. Cả nó tao này nè. Nà. Cắn nó. Nhỏ. Vừa cá của nó. Nhỏ. Mày không bắt được. Nhưng mà có một con thì ăn kiểu gì. Nó được khổ có gì. Vừa cá rồi. Nhỏ. Nhỏ cá rồi rất là khó nó. Nó khổ vậy đó. Trên kia mà. Trên này nè. Nó bên đồi rồi. Sao người ta cũng chi sao lấy nó.
Đi bắt cua. Mình bắt đầu bắt cua nhé. Mình thêm con cua đây rồi. Bây giờ để thằng chó bắt. Mua. Em nó xuống đất xong cần nó lên. Không mang con gì để nhà. Không để túi, không mang túi nhà. Đưa con ạ. Từ. Xem có con không. Con đứa nào bắt hết. Con đứa nào bắt hết. Có cua lắm các bạn ạ. Mình thấy làm món cua các kiểu luôn. Đây là nguồn rồi. Nguồn nước rồi. Ở dưới kia bắt được một con rồi các bạn. Thằng cháu Minh thì bắt được một con rồi. Thì ra em ơi. Lúc là gà. Có muốn nhảy tua thêm à? Cùng bắn luôn. Không. Muốn nhảy tua. Đâu thì cú nó. Giết chết nó luôn rồi tao. Mày phải cầm đèn tao. Ok. Đưa đây, đưa đây. Giết chết nó luôn. Đây đây đây, sao đây. Sao mày dùng cái xú, cái mũi tên kìa. Sao mày chọc vào nhá. Luôn. Chọc đi. Không, chọc ở giữa cái mà lý. Lý ra tỏ hú mà. Bố nó rất là cưa đấy. Rồi, cầm thế luôn. Rồi thôi. Vứt luôn cái cung luôn. Để cung lên. Từ cái tên này đi thôi. Đây các bạn ạ. Mình cuối cùng đã được ăn các bạn nhé. Rất là ngon luôn. Mời tất cả mọi người nha. Ngon quá.